uống thuốc sâu tự tử có bị đọa vào địa ngục không? Uống thuốc sâu bị tự vẫn á. Thưa đại chúng, nếu mà nói đọa địa ngục á, nếu mà hỏi là uống thuốc sâu tự tử có chết không, uống thuốc gì mà đã cố tình tự tử thì chết láng hết. Còn cái chuyện mà uống thuốc sâu có đọa địa ngục không, uống thuốc gì cũng sẽ đọa. Nhưng mà chữ đọa ở đây á, không phải là mình tự tử mình đọa, mà nếu hằng ngày cái nghiệp lực của mình như thế nào thì nó là cái nghiệp nó đưa mình đi, chứ không phải người nào tự tử là đọa địa ngục. Đọa cũng có phần là bởi vì mình sống mà mình khổ sở, rồi mình kết liễu có lỗi một phần với tổ tiên cha mẹ đời này, và mình đã không vượt qua được cái khó, để vì cái khó khổ đó mà mình hại đến thân mạng, mà cha mẹ cho mình có cái lỗi. Còn đọa địa ngục là do nghiệp lực của chúng ta, cho nên mình phải rõ cái đó. Nếu mà mình thấy rằng mình có can đảm tự vận thì tại sao mình không can đảm để mình sống, phải không? Thật là bây giờ mình, người nào ai cũng sẽ một lần để chết, nhưng mà nếu như cuộc đời này ai khổ cũng tự vận thì thế giới này thiếu gì người tự vận. Bây giờ ngồi đây ai dám vỗ ngực nói chưa, tôi chưa bao giờ khổ đâu, phải không? Mà hãy khổ mà tự vận chết thì chắc chết hết rồi. Cho nên thưa đại chúng á, đừng có suy nghĩ cái việc đó, mà chúng ta phải biết rằng làm sao để vượt khổ chính là cái phương pháp mà sự tu tập của đạo Phật. Mình khổ đủ thứ đó, khổ vật chất, khổ tâm lý. Khổ vật chất là thiếu ăn, thiếu mặc, nghèo đói, đó là khổ vật chất. Còn cái khổ tâm á, thí dụ như là thương mà phải xa, ghét mà phải gặp, muốn hoài mà không được, mấy cái đó là khổ tâm lý đó. Mà tất cả đều có phương thuốc hết. Kính chào thầy, vợ chồng con khắc khẩu dường như đời kiếp trước, nay chúng con muốn hóa giải sự khắc khẩu, xin thầy cho chúng con lời khuyên. Mình đâu có cần phải đổ thừa chi khắc khẩu đời kiếp trước. Bây giờ như thế này nè, mình á có thương nhau nhưng mình chưa có hiểu nhau hết. Cho nên mình thương nhau thì có mà hiểu nhau thì chưa nhiều. Thì bây giờ mình thương nhau bao nhiêu á, thì mình phải cố gắng mình tìm hiểu nhau cho nó tương đồng, để với cái thương của mình, để tình thương và sự chuyển, giúp cho nhau chuyển hóa nó tương đồng. Thưa đại chúng á, mình thương người đó, mình phải chịu khó sửa tánh tật của mình. Nhớ không? Mình thương người đó phải chịu khó sửa tật mình, và mình thương người đó phải chịu khó giúp họ sửa. Như vậy thì cả hai đồng tu. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, người thì muốn thỉnh tiếng chuông, người thì dịnh cái chuông lại không cho thỉnh, thì làm sao chuông nó phát, phải không? Thành thử ra mình cứ trống đánh xuôi càng thổi ngược thì làm sao mà sự việc nó tốt được. Cho nên ở đây không ai có thể cho mình một cái phép màu nào, mà tự mình phải hiểu rằng vợ chồng khắc khẩu thì mình biết rằng á, bây giờ mình tu trước đi. Bây giờ mình tu là bây giờ ổng nóng tánh, cho nên ổng hay la, thì thôi bây giờ mỗi lần mình nói cái gì đó ổng, cái câu ổng la lên á, thì thôi mình nín, rồi hôm khác mình nói tiếp. Có thể câu chuyện giải quyết, nếu mà vợ chồng mà nguội đó, giải quyết chút xíu là xong à. Mà nhà này vợ chồng hơi nóng, thành thử có thể một câu chuyện giải quyết tới mấy ngày mới xong. Thì từ từ là mình giúp cho nhau chuyển hóa. Nhưng mà sẵn á, mình cũng nói chung là cái câu hỏi này không phải riêng cho một cô, một gia đình nào đâu, mà phần lớn hết á. Phần lớn hết á, chúng ta có một cái tật nóng nảy, và nói ra là chúng ta cãi, mà chúng ta thường gọi là cãi gì? Cãi lộn. Mà biết lộn mà vẫn cãi, chứ có ai cãi? Nếu mà trúng thì đâu cần cãi. Mà nó khổ cái gì lộn cũng làm hết á. Cãi lộn, đánh lộn. Như vậy mà chúng ta không biết cái gì nó lầm, nó lẫn, mà chúng ta vẫn chưa tỉnh thì chúng ta mê. Cho nên bây giờ á, hồi xưa giờ ổng phát nóng và mình cũng nóng theo, thì hai người mê hết. Thì thôi bây giờ á, ổng nóng thì mình nguội, ổng là quan công thì mình là quan âm. Thì như vậy công việc nó mới có thể khá hơn. Ở độ tuổi 25 đến
Về độ tuổi lập nghiệp và lập gia đình, con thấy cuộc sống rất áp lực và chịu nhiều lời chỉ trích của nhiều người xung quanh. Dù con cố gắng vượt qua nhưng rất mệt mỏi ạ. Thôi cũng được rồi, con mệt nhưng mà con vượt được, không sao. Thưa đại chúng, thật sự ra cái này cũng là một phần trong cuộc sống thôi. Như hồi sáng Pháp Hòa có thưa đó, khi nào chúng ta cảm thấy mệt thì chúng ta dừng lại, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Người ta đi nhanh thì người ta tới sớm, còn mình đi yếu chân, mình đi từ từ. Cuộc sống này cái quan trọng là chúng ta nhận ra được chúng ta cần phải làm gì, và tùy theo cái sức của chúng ta mà chúng ta cố vượt. Thật sự ra có nhiều người hỏi nè, đời này là một biển khổ, vậy thì chừng nào hết khổ? Dễ thôi, đời là một biển khổ, qua hết biển khổ là qua đời. Vậy khi nào chỉ có qua đời mới hết khổ? Nhưng mà cái khổ đó là tại vì chúng ta không có nhận nó. Ví dụ như vị Phật tử này nè, biết cuộc sống áp lực và biết được cái sức của mình, cho nên mình hãy làm những gì, cố đi tìm những gì để bồi đắp. Đó là một phần của cuộc sống. Mỗi người chúng ta đều mang những cái bệnh, bệnh tâm hoặc là bệnh thân. Mà hãy bệnh thân thì tìm thuốc, thì bệnh tâm thì chúng ta cũng tìm thuốc. Giống như á, tự mình à, thí dụ nhức đầu thì đi tìm một viên thuốc uống cho giảm nhức đầu. Đau bụng thì uống một viên thuốc gì đó để cho nó đừng đau bụng. Khát nước thì đi tìm miếng nước uống. Đói bụng thì kiếm chút gì ăn, dù không phải là miếng ăn chấm nhưng mà cũng kiếm miếng bánh, miếng gì chúng ta gọi là lót dạ, lót lòng, bỏ bụng cho đỡ đói. Thế thì cuộc sống này cũng vậy, tất cả những khó khăn nó đến với mình mỗi ngày, lớn nhỏ chúng ta đều phải cố gắng đi tìm cách để chúng ta vượt hết. Chứ còn không có vì một cái bất cứ một cái khó khăn nào mà chúng ta chùn bước. Trịnh Công Sơn cũng có câu á, mệt quá đôi chân này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Tức là khi nào chúng ta đi một chập rồi chúng ta mỏi thì chúng ta ngừng lại. Thì tự mỗi người chúng ta phải biết được cái sức của chúng ta mà chúng ta liệu có đường dài. Cho nên á, cái đường nó không dài nếu mà chúng ta trì trí. Ngày xưa người ta có câu á, cái chỗ mà học nó như biển, mà nếu chúng ta cố gắng thì chúng ta cũng vượt. Nếu mà mình đã có một cái phương pháp vượt qua là mình phải quán là cuộc sống là luôn luôn có những cái khó khăn, mà chính những khó khăn là những bài học. Cho nên tất cả đều là bài học hết. Hôm qua giờ mình học cái pháp nào mình nhìn cũng đều là cái pháp để mình quán, mình tu hết. Hồi nãy có một Phật tử quy y pháp danh là Hạnh Cảnh. Cảnh nào cũng là cảnh để chúng ta phát cái hạnh chúng ta tu. Cảnh khổ thì chúng ta quán chiếu và chúng ta cũng phải vượt, và vượt khó một chút. Còn người nào ở được cảnh thuận thì cũng phải vượt thôi. Nhưng mà chưa chắc ở cảnh thuận mà dễ tu. Tại vì nhiều khi mình thuận quá cái mình sao? Mình thờ ơ. Xin Thầy quan hỷ cho con lời dạy tại sao sống tiết kiệm từ một việc nhỏ, ví dụ như sử dụng nước, nấu ăn, những vật dụng trong gia đình. Con đã nghe Thầy dạy, con hiểu và đang sống như lời Thầy dạy, nhưng chồng con thì không biết nên nhờ Thầy cho con lời dạy để chồng con hiểu. Này làm không xong mới giao qua em nè. Bởi đời nó vậy đó, cục muối thì muốn chia hai, cục đường lụm hết. Thật sự thưa đại chúng á, mình có sống phung phí thì cái đó là quyền của mình thôi, phải không? Nhưng chúng ta nên nghĩ như thế này. Ví dụ như mình thường nói là không phí sức khỏe. Mình làm cái gì trong cái khả năng của mình mà mình làm hơn thì mình phí sức. Và cái gì phí thì nó dễ gì? Nó dễ hao mòn, tổn giảm. Cũng thế thôi. Thí dụ bây giờ mình có 100 đồng, nếu mình xài tiết kiệm thì 100 đồng đó cũng của mình chứ của ai, xài được 3 tháng. Nhưng mà nếu mình phung phí, 100 đồng đó của ai, cũng của mình, nhưng mà nó mau hết. Mà cái gì phí thì nó hết, mà nó hết thì mình mau không có thôi chứ có gì đâu.
Thành thử ra cái này là do cái nhận của mỗi người, không có gì tội hết. Tôi nói anh xài phí về tội, không ai rảnh đâu bắt tội mình. Nhưng mà mình phải thực tế một chút, tại sao của mình cái gì nó không cần thiết phải phung phí thì tại sao chúng ta phung phí? Cái gì mình làm không đúng là nó phí à? Pháp Hòa ví dụ vậy nè, quý vị rót lên cho Hòa ly nước mà Pháp Hòa đang khát nước, Pháp Hòa uống nước thì ly này có phí không? Không. Nhưng mà nếu mà Pháp Hòa không có khát mà đem lên đây để thì nãy dư nè, cái dư này lát bỏ cái thành ra phí. Vậy thôi. Bây giờ mình á, mình đói bụng rồi mình ăn đủ cái mình ăn, cái dư lại mình đem bỏ ở đâu? Phí. Vậy thôi. Thà thử ra phí nghĩa là khi chúng ta dùng nó không đúng, cái chỗ cần xài chúng ta không xài mà chỗ không cần xài chúng ta không phí. Vậy mà đem tiền vô casino không thấy phí, đem tiền vô uống rượu không thấy phí, mà ngộ cái là cho người giúp người lại thấy phí. Thì mình thấy rõ ràng cũng là một cái quan niệm để sống. Nhưng mà cái quan niệm này đó, quan niệm này mình sống hơi về phần mình, không? Gọi là ích kỷ. Còn nếu mình sống lợi người một chút thì mình biết nhìn ra cho mọi người, tất cả đều là của mình thôi. Nhưng nếu chúng ta làm cực khổ, chúng ta thấy được cái giá trị của nó thì chúng ta sử dụng nó để cho nó không lãng phí. Chứ còn không có ai nói là anh xài như vậy á, Phật phạt anh hay là Chúa phạt anh, không có ai phạt gì mình. Nhưng mà nếu mình không xài đúng thì mình đã phí được cái miếng nước, thì từ từ mình phí những cái lớn hơn, như là sức khỏe, tiền của, và thậm chí mình không biết trân quý những gì mình đang có xung quanh mình. Tại vì khi mình đã thành một cái thói quen phí rồi thì không những nước nôi cơm ăn hàng ngày mình phí, mà mình phí những cái khác nữa. Chẳng hạn như mình có một tình cảm người ta quý mến mình, mình không biết trân trọng, tức là mình phí. Mà hễ một mai đó khi mà cái tình cảm đó nó hết rồi thì mình muốn xin lại cũng khó lắm. Cho nên tất cả đều tùy vào cái chánh niệm mà chúng ta nhận được thôi. Đó. Ví dụ như có nhiều người nói đi hành hương là phí tiền. Nhưng mà thật sự bây giờ mình nghĩ là cái đó là quyền của mỗi người, và cái luật của nó thành ra một cái đời sống của con người là mỗi năm làm ra rồi để dành tiền để đi du lịch. Thì người ta đi Âu Châu, Úc Châu, người ta đi vãng cảnh, người ta du lịch, người ta ăn chơi, đó ai nói người ta tội, đó quyền của người ta. Nhưng đối với một Phật tử, chúng ta đổi cái subject, chúng ta cũng du lịch đó, nhưng mà du lịch tâm linh, đi chùa, nghe pháp, nghe giảng, vân vân. Đấy, quý vị Việt Nam mà biết Pháp Hòa sang đây mà mua vé bay qua đây. Rồi quý vị Phật tử ngày hôm qua Pháp Hòa đi ra về rồi, vậy mà có những vị đi xe điện, đi xe taxi 2-3 tiếng tới, mà lúc đó Pháp Hòa sắp sửa ra về rồi, tấp vô chụp được một tấm hình thôi, rồi ra xe đi về lại. Đó là tấm lòng của các vị. Mà các vị thấy vui thì các vị không thấy cái đó là một cái gì đó nó phí. Nhưng mà mình làm được một cái việc mà mình vui, mình thấy đúng. Con mong muốn là khi sang Hàn Quốc học tập xong, con có cơ hội ở lại Hàn Quốc làm việc có thu nhập cao để cuộc sống tốt hơn. Nhưng hiện tại thì mong muốn của con đã đạt được, mọi việc với con đều khá thuận lợi, nhưng con vẫn không cảm thấy an lạc. Mặc dù con cũng biết hoàn cảnh hiện tại là đủ, nhưng con vẫn không thấy thoải mái trong lòng. Xin thầy cho con lời khuyên làm sao để thân tâm an lạc. Đó, quý vị thấy không? Khi mình chưa được thì mình nghĩ rằng mình được cái đó mình sẽ vui, đến hồi xong rồi thì mình vẫn không thấy cái điều đó là mình đã thỏa mãn. Có thể trong lòng mình khoác khoải một cái gì đó, cái điều này là chắc chỉ có đi tu thôi. Giống như xưa Sĩ Đạt Ta vậy đó, có cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, mà trong lòng ngài vẫn có một cái gì đó ngài chưa cảm thấy bằng lòng. Rồi đến khi mà ngài dạo bốn cửa thành, ngài thấy già bệnh chết, ngài lại càng có một cái gì đó ngài buồn hơn nữa. Chắc cái vị này đã đến cỡ đó rồi đó. Bây giờ mà mình sống ở ngoài đời, mọi tiện nghi cũng đã đủ mà vẫn chưa thấy thỏa mãn, vẫn chưa thấy thỏa mãn. Ở đây không có nghĩa là muốn hơn, nhưng mà giống như có một cái gì đã chưa cảm thấy đây là cái chỗ vui mà mình muốn, thì chắc có lẽ là phải đi theo con đường tâm linh. Tức là cái vị này phải xuất gia, làm đạo,
sống cuộc đời mà có tất cả mà vẫn chưa vui thì thôi giờ thử sống cuộc đời không có gì cả coi nó ra sao. Mình có tiến sĩ chưa vui, mình làm bác sĩ chưa thoải mái, mình làm dược sĩ chưa được, không có cái nào qua tu sĩ hết. Các sĩ khác không vui thì thôi đi làm tu sĩ là vui nhất. Tại sao? Tại vì làm tu sĩ thì bốn phương trời rảo bước, không nhà riêng, không ràng buộc tình đời, đem từ bi chan rải khắp muôn nơi, cho dương thế vơi đi bao sầu hận, phải không? Rồi có nhiều khi ta hỏi bên thầy có thiếu gì không, con mang qua, nói xứ này không thiếu gì hết, chỉ có thiếu nợ. Con luôn làm điều tốt giúp người, ăn nói nhỏ nhẹ tao nhã khiêm tốn, giúp người nhưng bị người lấy ơn trả oán hoặc tìm cách hại vu oan cho con, dù nhận điều tốt từ con. Từ người ngoài xã hội, đồng nghiệp, bạn bè, anh em họ, đến cả mẹ ruột, mẹ chồng đều đối xử tương tự như vậy với con, là vu oan cho con hoặc hại. Dù con gửi đồ, gửi tiền giúp đỡ và nói năng quan tâm nhỏ nhẹ, con thật sự không hiểu làm cách nào để thoát khỏi ạ. Vì tốt xong thì buồn quá nên bây giờ tự kỷ không muốn tiếp xúc với ai hết. Này không được. Mình cứ làm cái việc của mình thôi. Tức là mình sống mà mình đủ khả năng nói lời nhỏ nhẹ, lời từ ái, quan tâm giúp đỡ mọi người. Đủ rồi. Cái tại vì mình có thể mình nghĩ là mình làm xong rồi người ta phải tốt với mình. Thấy không? Nếu mình muốn quán về cái nghiệp thì mình thấy rằng á, nhiều khi mình trả nợ. Còn nếu mình quán rằng cái tâm lượng của mình là đến giúp mọi người thôi, còn mình không có nghĩ rằng ai làm cái gì cho mình hết, mà thậm chí người ta sống dở hơn, người ta hại mình, cái đó là phần của người ta, phải không? Còn mình mà đủ khả năng sống tốt cho mọi người thì mình nên giữ như vậy, chứ đừng vì cái chuyện mà người ta không tốt với mình rồi mình sống mình buông xuôi cuộc đời thì không nên. Cái này là mình đi được một phần đường rồi đó mà mình chưa cố gắng vượt nữa. Và quý vị nhớ là trong kinh hay diễn tả các cái bậc tu hành như thế này nè, nói đến các thầy bồ và các vị thánh chúng á, trong kinh hay diễn tả câu này nè: các vị này việc làm của mình đã xong, không còn ràng rịch trong các cõi, các gánh nặng đã buông xuống. Nghĩa là các vị này làm hết tất cả những khả năng của mình mà không có một chút gì dính mắc. Mình làm hết bổn phận của mình. Mà thưa cuộc đời á, chúng ta chỉ làm hết khả năng và bổn phận chứ còn không hết việc đâu, mà cũng không hết người khổ đâu. Đó, bây giờ nếu mình đi làm từ thiện làm sao nói, làm trong khả năng mình thôi chứ. Cho nên nhiều thứ lắm. Con xem YouTube, ghi rõ đàng hoàng nghe, YouTube băng của thầy nhiều và rất mong được gặp thầy. Con không có điều kiện để qua Canada thăm thầy, cuối cùng thầy cũng sang Hàn Quốc. Nhìn thầy ngoài đời đẹp trai hơn trong hình. Con xin thầy cho con hỏi, lại đám ma hay lại, nhưng khi mình đưa đi chôn thì mình lại mấy lại thì đúng. Xin thầy cho con hỏi, mẹ con dặn là khi đám ma mẹ con thì con phải khóc, nếu không mẹ con sẽ giận. Bởi quý vị thấy không, cuộc đời toàn làm khổ nhau không. Cuộc đời nhiều khi nó đơn giản hết sức, nhưng mà mình toàn là suy nghĩ cái gì đó để mình thỏa mãn cho mình, để mình làm khổ người khác. Bây giờ trước hết là cái vụ đám ma. Trong này nói là con lại đám ma lại hai lại, nhưng mình đi chôn không biết lại mấy lại, tùy theo người chết. Phải hỏi bác ơi, bác muốn con lại bác mấy lại. Thưa đại chúng, trong cái truyền thống của chúng ta đó, khi mà chúng ta lại á, là để bày tỏ cái lòng cung kính thôi. Nhưng mà hồi xưa ông bà mình quy định một cái số nghi lễ nào đó để bày tỏ cái lễ nghi,
chứ con không đúng không sai. Lại là thành kính thôi, quan trọng là cái tâm thành. Nhưng mà xưa nay các vị nói đã lễ là phải nghi. Nghi là gì? Là nghi thức. Nghi lễ mà. Lễ là cái lòng cung kính, còn nghi là cái hình thức nào để bày tỏ. Ví dụ như nè, cái quan trọng là ly nước uống, còn này là nghi nè. Đấy, đây là cái lễ nè, đây bỏ vô dĩa vậy là kêu nghi lễ nè. Để vô cái dĩa để làm chi? Để nói lên sự trân trọng, để vậy thấy không trân trọng. Nhưng mà quan trọng là trong này, để trong cái dĩa này mà đưa nước hư sao uống. Hay là bây giờ ví dụ như giờ quý vị lỡ nhiều khi quý vị gặp quý thầy á, bất chợt cái muốn phát tâm cúng dường, cái không có bao thơ, không có bao thơ, cái xé đại miếng giấy hay cái nắp kinh về để quấn tiền vô không tôi. Con xin lỗi thầy gấp quá, bất chợt quá, con không có, con đưa đỡ thầy này. Không lẽ mình nói dạ không sao, quan trọng ở trong. Đấy là Pháp Hòa ví dụ vậy thôi nha. Tức là quý vị nhớ là cái gì cũng vậy, lại cũng vậy, cũng là cái lễ nghi mình bày tỏ cho người bây giờ. Nhưng mà nếu mình nói khơi khơi, không có đặt một cái thành, một cái số vấn đề, cái nghi thức, thì người sao người ta biết làm. Cho nên tổ tiên mình mới quy định lại người chết chưa chôn đồng với lại người sống, hai lại thôi. Hai lại là tượng trưng cho cái gì? À, tượng trưng cho cái đời, cái tình nghĩa và cuộc sống, hay nói là cái đời, cái đạo, cái dung nhiếp giữa sống chết. Ví dụ mình lại ông bà còn sống nè, mình lại chúc thọ rồi lại hai lại. Hoặc là lại cái người chết chưa chôn. Tại sao chết chưa chôn mà hai lại? Là bởi vì nghĩ rằng cái người này chết nhưng mà chưa chôn, nghĩa là còn đang nằm đây, mặc dù họ đi vô cõi âm, họ trở thành người âm rồi, nhưng mà vẫn còn nằm ở trên dương thế này. Sự giao thoa giữa âm dương, giữa người này còn, cho nên giữ hai lại thôi. Còn khi nào hạ nguyệt hay là để vô trong lò thiêu rồi thì mình lại bốn lại. Lại bốn lại là để làm gì? Để ý nó là trọn tình, trọn nghĩa, ân nghĩa, tứ ân, ân cha mẹ, ân ông bà nội ngoại hai bên, hoặc là bốn ơn lớn trong cuộc đời này. Người này là người mẹ sanh ra mình, người này cũng đã từng dạy dỗ cho mình phải quấy trong cuộc đời. Nói chung là một người mẹ, vừa là mẹ, vừa là thầy, vừa là thiện tri thức của mình. Cho nên bốn lễ này coi như là hoàn tất mọi cái ân trong cuộc đời này mà mình tiếp nhận với người này. Cho nên lại một cái người chết mà chôn rồi hay là đưa vô lò thiêu, chúng ta lại bốn lại. Còn lại Phật lại mấy lại? Lại ba lại. Lại ba lại là lại Phật, lại Pháp, lại Tăng. Còn lại trời á, lại năm lại. Tại vì sao? Tại vì bốn phương Đông Tây Nam Bắc dở khoảng giữa, cho nên lại năm phương là ngũ phương là năm lại. Đó mình nói gì đó. Cũng giống như người ta thờ thần tài, người ta để năm chung nước, không có được để ba chung, mà cũng không để bốn chung, cũng không để ba chung, hai chung, mà thờ thần tài thổ địa năm chung nước. Tại vì sao? Tại vì đất đai có năm hướng, Đông Tây Nam Bắc là bốn hướng chính và ở giữa, cho nên gọi là ngũ phương ngũ thổ, thì chúng ta để năm chung nước. Như vậy thí dụ bây giờ mình lại người chết, lại ba lại được không? Không biết cũng có sao đâu, chưa người nào ngồi dậy nó ê thiếu à. Không, chưa ai ngồi dậy nó ê thiếu tao lại nghe. Mình không biết mình lại ba lại cũng sao hết. Nhưng mà bởi vì đã nói nghi lễ, nghi là hình thức, lễ là tấm lòng cung kính. Đây là một hình thức bày tỏ lòng cung kính của mình. Cho nên các vị ngày xưa quy định vậy thôi, chứ còn mình muốn lại như mình lại. Ví dụ như hồi xưa người ta tới Phật Thích Ca, ta chỉ cần chắp tay, ta ngồi xuống ha. Ấn Độ, Lào, Campuchia không có lại giống mình, là đứng lên lại xuống à, ngồi xuống, xong rồi lại một lại thôi, rồi chắp tay thưa hỏi. Còn mình bây giờ đứng lên lại xuống là mình lại theo kiểu vua chúa hồi xưa, thấy không? Mà lại nó có chín cách lại, chín cách chứ không phải là như bây giờ là cái kiểu của mình á, cái kiểu của mình á là cái kiểu gọi là hồ quỳ.
lễ bái của nước hồ. Nước hồ ngày xưa là ta lại chân lên chân xuống, cho nên các vị trong nghi lễ ta nói đó, hồ quỳ hiệp trưởng là quỳ theo kiểu người hồ. Thấy không? Quỳ theo kiểu người hồ là mình ngồi quỳ xuống chắp tay. Đây là mấy cái nước hồi xưa đó. Rồi á, ta lại mà ta nằm dài xuống kiểu Tây Tạng đó, nhớ không? Nằm nguyên cái thân, ta nằm trường xuống đất á, cái đó gọi là trường mạng lễ. Trường là dài, mạng là cái thân, nằm dài cái thân ra lại. Chính cách lại lận, chứ không phải là chỉ một cách đâu. Còn nếu mà nói về bao nhiêu thì hồi xưa giờ ông bà tổ tiên mình lập ra một cái bảng vậy để cho mình có cái lễ nghi mình làm theo. Còn tùy tâm mình muốn lại nhiêu đó lại. À, còn cái chuyện mà mẹ chết mà mẹ bắt mình phải khóc, cái này cũng ít nghe. Thật sự ra đây là một cái quan niệm của người xưa đó, thưa đại chúng. Tại vì người xưa quan niệm á, cha mẹ mà chết á, là con cái phải để tang, phải khóc lóc. Và chẳng những như vậy á, là phải làm cho nó thiệt là khổ não thì mới gọi là bày tỏ cái tấm lòng của mình. Ở ngoài Bắc ta còn khóc mướn nữa đó, kêu cái người khóc mướn tới kể cho họ nghe information của má mình. Chi tiết nói mẹ tôi á, hồi nhỏ đó cực lắm, bán xôi đi làm nuôi tụi tôi, rồi ba tôi sáng sỉnh chiều say, rồi nuôi tụi tôi bày con, kể hết về cuộc đời của mẹ cho cái người khóc mướn nghe, phải không? Rồi cái người khóc mướn đó họ nắm được chi tiết, rồi bắt đầu họ mới ngồi đó đó, họ kế bên đó, họ nói, họ rên rỉ cho mình khóc. Hoặc là mình không khóc được á, mình nghe họ kể mình thúc thích mình cười cũng được. Rồi họ ngồi họ kể lễ vậy đó, rồi mình nghe như vậy, rồi về cái đó gọi là mình có là một cái tang. Thậm chí á, khóc không cho chùi mũi á, mũi chảy chừng nào á, con hiếu chừng nấy. Mà cái đó cũng ngon á, tại nó chảy xuống rồi sẵn liếm liếm. Quần áo á, mai tang á là không có được lên lai. Hồi xưa mai tang là không cho lên lai, tang là không được cắt, không có được lấy kéo cắt, kêu là xé tang chứ không ai kêu cắt tang hết á. Tại sao vậy? Tại vì xé như vậy á, chỉ nó mới tơ ra. Mà chỉ tơ như vậy, mặt tơ chỉ như vậy đó, ý nói là mẹ chết, ba chết buồn quá, mặc đồ te tua hết. Bây giờ không chết ai nó cũng mua đồ te tua nó mặc kìa. Nó mua cái quần nguyên gì nó xé te tua nó mặc kìa. Rồi ta bộ thấy nó mặc cái quần jean te tua, thấy chàng này chắc ba mới chết. Tất cả là quan niệm. Quý vị nhớ hồi sáng qua nói không? Cái pháp nào á, mình nhìn á, mình cũng, nếu mình nhìn Phật pháp cũng thấy được hết á. Cho nên á, có nhiều vị á, bắt con á, chết á, phải đem cả cái quan tài về Việt Nam chôn. Thì mình muốn thì con nó sẽ làm, nhưng mà tội nghiệp cho con, tốn tiền. Phải không? Bây giờ mình muốn con khóc không? Khỏi cần ép nó. Mình sống như thế nào mà khi mình mất đi rồi, con nó cảm được cái trống vắng khi không còn mẹ, nó khóc từ trong lòng nó khóc ra. Còn mình sống mà không có điểm gì cho nó khóc, nó không lẽ mình nằm xuống nó đỡ ghê vậy. Nó đâu có chuyện gì đâu nó khóc. Mà không phải nói về cha mẹ mà tất cả chúng ta. Cho nên người xưa có câu nè, khi mình sinh ra mình khóc, người xung quanh cười. Và mình hãy sống như thế nào để khi mình chết đi mình cười mà người khác khóc. Đó là cái cách sống của mình. Mình sanh ra là một đứa nhỏ khỏe mạnh cho nên mình khóc. Người xung quanh thấy rất là vui là vì mình là một đứa trẻ khỏe mạnh đã sinh ra đời cho nên ta cười. Mình khóc mà người khác cười. Nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta sống như thế nào để khi mình chết mình không có hối hận, mình không có lưu luyến gì hết, mình sẵn sàng đi. Mình cười khi mình chết mà người khác thương tiếc mình. Cái đó mới quan trọng. Cho nên á, nhà thơ Thanh Nguyên á, mà mỗi lần đọc cái bài thơ đó lên là mình khóc. Khi con biết đòi ăn, mẹ là người mớm cho con từng muỗng cháo. Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu, mẹ là người thức hát ru con. Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn là khi tóc mẹ ngày thêm trắng bạc.
cái vòng tay lớn lên từ tấm bé rộng dần khi con trẻ lớn khôn. Mẹ không sống đủ 100 năm nhưng mẹ đã cho con dư giả nụ cười và tiếng hát. Có một lần mẹ không ru con khóc là khi mẹ không còn. Hoa hồng đỏ từ nay hóa trắng. Mẹ là người cho con cái tên riêng trước cả khi con bập bẹ lên tiếng mẹ. Mẹ có nghĩa là tất cả, là cho đi không đòi lại bao giờ. Cái tiếng mẹ mà con bập bẹ nói từ lúc con còn nhỏ đến lúc con trưởng thành vẫn chưa hiểu hết chiều sâu. Chữ mẹ thôi, mình nói từ khi mình tấm bé cho đến khi mình trưởng thành, nói không hết được chiều sâu của chữ mẹ. Cổ tích thường kể rằng ngày xưa có một vị vua hay ngày xưa có một công chúa. Cổ tích của con bắt đầu từ ngày xưa có mẹ. Bài thơ của Thanh Nguyên. Bây giờ là nếu mà vị nào mà có cái ý là mình biểu con mình phải khóc lóc hay là phải làm đám tang mình cho rình rang, thì xin quý vị không cần. Mình phải làm sao để cho con mình được cái thoải mái, đặc biệt là những cái chi phí cho một cái tang lễ, và tùy sức của con mình mà các con mình làm theo cái tấm lòng của các con. Thậm chí nhiều khi cha mẹ còn dặn dò làm thật là đơn giản, đừng tốn kém để làm phiền của tụi, gọi là đời sống của tụi con. Đó là cái tấm lòng của cha mẹ. Thì xin thưa là mình chỉ trả lời hết giờ thôi nha, bởi vì câu hỏi cũng nhiều lắm. Con lập bàn thờ, thờ hai họ, họ nội và họ ngoại cùng một bàn thờ có được không? Con đi xa bên Hàn Quốc không về được dỗ thì con cũng vọng về được không? Dạ tất cả đều được hết. Khi mình thờ á, nội ngoại tổ tiên không cần phải mỗi gia đình một cái bát hương. Tất cả ông bà nội ngoại tổ tiên của mình một bát hương thôi. Cũng giống như mình thờ Phật vậy đó. Di Đà, Quan Âm, Thích Ca, Thế Chí, Địa Tạng, Dược Sư, ở gì thì mình thờ một lư hương thôi, không cần phải nhiều bát hương. Còn á, mình đi làm xa, ngày giỗ ông bà mình không về được, thì ngay nơi mình đang sinh sống, mình mua một dĩa trái cây, hoặc thậm chí mình nấu một chén chè, mình châm một chung trà, mình tưởng nhớ đến cái vị đó, cũng đều là gọi là cúng giỗ cả. Vì giỗ là cái ngày kỷ niệm người đó mất, và cúng là cái tấm lòng của mình, cái sự nhớ nghĩ của mình. Đó là một cái hình thức bày cúng để cho mình nhớ ngày. Quan trọng cái mục đích của cúng giỗ là để chúng ta không quên cái gốc rễ của mình thôi. Sau đây con có vài điều xin thầy quan hỷ giải đáp cho con được hiểu. Người đã mất rồi được quy y không ạ? Vì con muốn quy y cho người nhà đã khuất mà không biết được hay không. Thưa đại chúng, như hồi nãy thầy Minh Mẫn có nói đó, là mình quy y đó là mình từ cái nhận thức của mình. Thí dụ mình quy y giùm, quy y cho mấy đứa nhỏ, cái đó gọi là quy y để kết duyên thôi. Chứ còn thật sự ra quy y là phải từ cái tâm thức của mình phát nguyện và tiếp nhận cái đó. Mình phải nghe được cái điều đó, mình mới hiểu được cái điều đó thì mình mới quy y được. Không? Rồi bây giờ người mất rồi thì mình nghĩ rằng cái tâm thức của họ vẫn còn đâu đó chưa được hiểu biết, thì mình mong rằng cái tâm từ của chư tăng rải đến các hương linh đó, khai thị cho họ để họ phát tâm nương tựa tam bảo bằng cách là quy y hương linh. Thì xưa là trong Phật giáo Bắc truyền chúng ta có cái nghi thức quy y cho các hương linh, thì các vị muốn thì có thể đi về các chùa nhờ các thầy hay các sư cô giúp cho. Nhưng mà cái đó là một cái tâm nguyện của mình đối với người thân của mình khi họ đã khuất. Và nếu như tâm thức của họ, thần thức họ còn đâu đó, thì nhờ cái năng lượng đó mà họ cũng được phát tâm hướng Phật để mà họ siêu thoát. Thật ra trước hết là người sống nè, người sống đã trọn vẹn cái tâm của họ đối với ông bà tổ tiên khi đã mất. Bạch thầy, cho con xin thăm sức khỏe thầy. Xin thầy từ bi giảng giải bài kệ sau đây cho chúng con hiểu rõ. Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài,
Bổn Lai Vô Nhất Vật, Hà Xứ Nhã Trần Ai. Cái bài này á, là bài của Lục Tổ Huệ Năng. Thì quý vị nào mà học lịch sử thì biết á, Huệ Năng á, là tổ thứ 6 ở bên Trung Hoa, tính từ dòng thiền của Trung Quốc. Thì á, khi mà thầy của Ngài Huệ Năng á, là Ngài Hoằng Nhẫn á, mới nói với các thầy trong chùa là các thầy tu tập xưa giờ, bây giờ các thầy hãy trình cho tôi một cái bài kệ để nói lên cái chỗ hiểu đạo của các thầy. Thì lúc đó Ngài Thần Tú là một vị giáo thọ trong chùa mới la một cái bài kệ. Bài kệ thứ nhất là Bồ Đề Thân Thị Bồ Đề Thọ. Đây là bài kệ của Ngài Thần Tú nha. Thân Thị Bồ Đề Thọ. Thân là cây Bồ Đề, tâm là đài gương sáng. Xưa nay chẳng dính bụi, cần gì phải lau chùi. Thì Ngài Thần Tú ra cái bài kệ như vậy, thì viết lên trên vách. Thì Ngài Huệ Năng đọc nghe được bài kệ đó, Ngài Huệ Năng đáp lại. Bên này để là thân là cây Bồ Đề, thì Ngài Lục Tổ đáp lại là thân không là cây Bồ Đề. Bên này nói là tâm là đài gương sáng, thì Ngài Lục Tổ nói tâm chẳng là đài gương. Bên này nói thường phải lau bụi bặm, thì bên này nói xưa nay không dính bụi. Bên này để, bên này là xưa nay là thường phải xuyên lau chùi, đừng để nó dính bụi. Thì tổ đáp, tổ Huệ Năng đáp lại là xưa nay không dính bụi, cần gì phải lau chùi. Thì đấy là cái bài thơ của Ngài Lục Tổ. Nhưng mà Ngài Thần Tú thì là thân là cây Bồ Đề, tức là ý nó thân này mình tưởng mình ví nó như là cây Bồ Đề thì phải làm gì? Phải chăm sóc. Còn nếu tâm mình là một cái đài gương, một cái đài, một cái tấm kiến, tấm gương thì mình phải lau chùi. Thì đó là cái cách tu của Ngài Thần Tú, là phải lau chùi, phải chăm sóc, đừng để nó dính bụi. Thưa đại chúng, cái này theo nói theo Phật đó là gì biết không? Tiệm tu. Tiệm tu là tu làm sao? Tu từ từ. Tiệm tu không phải là đi tu tiệm. Không phải là sáng ăn tiệm, trưa ăn tiệm, chiều ăn tiệm, kêu tu tiệm là tiệm tu. Tiệm tu là tu từ từ. Mình hiểu đạo rồi nhưng mà không thể khinh suất cái thân. Phải chăm sóc cái thân này, phải coi thân này như một cái cây Bồ Đề vậy đó. Phải tưới nó giống như ăn ngày ba cử hay là ngày hai lần. Bệnh thì phải uống thuốc, uống không hết vô bệnh viện, thí dụ vậy đó. Phải chăm sóc vì mượn thân để tu, gọi là thân là cây Bồ Đề. Còn tâm mình là một tấm gương sáng, mà nếu mình không lau chùi thì nó bụi, nó dính, nó mê mờ. Cho nên phải lau chùi nó bằng cách niệm Phật, tụng kinh mỗi ngày để minh tâm kiến tánh, để mà thấu đạt được đạo lý. Đó, thân là cây Bồ Đề, tâm là đài gương sáng, phải thường xuyên lau chùi, đừng để nó dính bụi. Thì quý vị thấy tu theo Ngài Thần Tú dễ không? Dễ phải không? Tu từ từ từng bước vậy đó. Nhưng mà Lục Tổ nói ngược lại. Lục Tổ nói thân không là cây Bồ Đề, hay là nói cách khác là Bồ Đề vốn không cây. Bồ Đề vốn không cây, tâm sáng chẳng phải đài, xưa nay không dính bụi, cớ chi phải lau chùi. Siêu không? Nhưng mà mình tu đâu nổi. Mình là phải thấy thân này là cây Bồ Đề, tâm là đài gương. Nhưng mà ở đây á, khỏi là cái câu này nghĩa là sao? Thưa đại chúng, bởi vì Bồ Đề là giác ngộ, Bồ Đề không có, thực tế mà nói chẳng có cái cây nào tên là cây Bồ Đề hết. Tại vì chữ Bồ Đề nghĩa là giác ngộ. Còn cái cây Bồ Đề mà xưa nay quý vị gọi, mà Đức Phật ngồi thiền dưới cây Bồ Đề là mình gọi thôi, chứ thực chất cái tên đó chẳng phải là cây Bồ Đề. Tại vì lúc đó Phật ngồi ở dưới gốc cây đó, Phật thành Phật. Mà trong tiếng nhà Phật của chúng ta đó, thành Phật gọi là chứng quả Bồ Đề, nghĩa là giác ngộ. Cho nên rồi chúng ta cũng gọi luôn cái cây đó là giác ngộ. Ví dụ bây giờ á, ngày xưa Phật Thích Ca mình á, Ngài ngồi ở dưới cây chuối Ngài thành đạo. Thì bây giờ cây chuối có tên là gì? Bồ Đề. Nếu Phật ngồi ở dưới cây sầu riêng Phật thành đạo, thì bây giờ cây sầu riêng đó tên là Bồ Đề. Vì Bồ Đề nghĩa là giác ngộ. Sự giác ngộ của Đức Phật ở dưới gốc cây đó, cho nên mình gọi luôn cây đó là cây Bồ Đề. Như vậy đứng trên mặt lịch sử, Bồ Đề vốn không cây.
Đâu có cây nào tên Bồ Đề đâu. Đó. Còn nếu mà nói về, nếu mà nói về lý, Bồ Đề là giác ngộ. Mà giác ngộ là tự tâm mình giác, chứ có tướng gì đâu mà gọi là chùi với rửa. Có phải không? Nếu mà là cái tướng nó có, cái cây nó có tướng thì mới rửa, mới tưới. Còn Bồ Đề là giác ngộ, mà giác ngộ là trong tâm mình giác. Cho nên cái gì nó không có tướng thì làm gì có cái tướng để cho mình chùi rửa, tưới tẩm gì. Cho nên Bồ Đề vốn không cây, gương sáng chẳng phải đài. Thì nghĩa là cái tâm mình xưa nay nó sáng suốt, không bao giờ có dính bợn gì. Đâu phải là để trên cái đài nó mới sáng. Bây giờ Pháp Hòa nói cách khác nè, tâm của mình mà tịnh rồi á, đâu phải ngồi thiền mới tịnh đâu. Ở trong chợ vẫn tịnh, ở ngồi góc chỗ nào cũng tịnh. Đó là nói tới cái chỗ cao của sự tu tập. Đây là Pháp Hòa giải thích. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng nếu chúng ta chưa đạt được tới cái chỗ này thì chúng ta phải lui lại, đi theo ghè thần tú, chăm sóc trước. Phải thấy thân này là cây Bồ Đề. Phải thấy tâm này là đài gương. Không, tôi dễ dính cảnh lắm. Cho nên thôi, mấy cái cảnh mà nó dễ sai đắm tôi không dám tới gần. Cũng giống như bây giờ mình mới tu vậy đó, phải không? Các vị mà mới xuất gia đó, phải ở chùa, phải nghe kinh, phải học pháp. Chứ nói thôi xuất gia rồi, bây giờ mình học theo ngài lục tổ á, đi vô trước cửa quán bar, quán nhạc gì đó ngồi tịnh đâu có nổi, phải không? Thành thử ra mình chưa đạt được tới cái chỗ như lục tổ nói thì chúng ta tu theo ngài thần tú. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa giải thích, sự giác ngộ là tự tâm mình, mà tự tâm mình giác ngộ thì nó không có tướng, mà đã không có tướng thì không thể tưới nó, cũng không thể chùi rửa gì cả. Đó. Và hơn nữa, tấm gương á, xưa nay là nó không dính bụi. Sở dĩ nó bụi là do chúng ta để lâu ngày rồi nó bám bụi. Bây giờ muốn lau nó thì bây giờ lau kiến hay lau bụi? Lau gì? Lau bụi. Nhưng mà thường mình hay nói lau kiến đi, lau gương đi. Nhưng mà thật sự ra mình nói vậy thôi chứ không đúng cách. Gương vốn đâu có dính bụi. Sở dĩ mình để là tại vì bụi nó bám. Vậy thì bây giờ muốn lau nó phải lau bụi, chứ chẳng cần lau gương. Mà bụi mà hết, bụi tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho phiền não dính mắc, phải không? Còn khi mình hiểu ra rồi, bây giờ Pháp Hòa nói như vậy nè, thí dụ như bây giờ á, mình đi tới một cái chỗ đó, người ta nói xấu mình nghe mình vẫn hiểu, nhưng mà tâm mình không có dính gì hết á, hiểu thôi, biết rồi, người đó đang phiền não về tôi thì không giận lại họ. Nhưng mình hiểu để chi? Để ứng xử cho nó đúng. Mình biết ta đang buồn mình về cái cách đó thì mình ứng xử lại làm sao để cho nó tốt hơn cái vấn đề. Thì như vậy là gọi là người tu. Còn nếu như mình nói rằng họ bây giờ họ đang hiểu mình vậy đó, cho nên giờ tôi chẳng cần, tôi làm tới luôn, thì cái này không phải. Cái này là mình kết oán thêm thù mà chẳng hóa giải thêm được. Khi mình biết người ta không thích mình thì phải làm sao để hóa giải cái chỗ đó. Như vậy Bồ Đề vốn không cây, gương sáng chẳng phải đài, xưa nay không dính bụi, đâu cần phải lau chùi. Đó là cái cách là tâm mình xưa nay vắng lặng, không cần phải nói gì hết. Cũng nói Pháp Hòa nói á, bây giờ mình ăn chay thuần rồi, không còn thèm mặn gì nữa hết, thì bây giờ ai dẫn mình đi tới cái chỗ bán thịt, thậm chí nướng lên luôn cho mình thấy thơm, thơm thôi mà không thèm. Biết thơm chứ. Ví dụ như nói người ta người thịt ta nướng vậy đó, mà hỏi thơm không? Không. Cái này mình nói dốc. Mình đang ở cái chỗ ta nướng hương vậy mình sao không thơm? Thơm mà không dính, phải không? Thì ngửi được cái mùi là cảnh, còn dính nó đó là trần. Cho nên người mà chưa tu thì ngửi mùi gọi là hương, xong rồi dính nó thì cái hương vị đó trở thành ra cái trần bụi của mình. Về nhà nó trời ơi, không biết làm sao ướp cho nó nướng thơm được vậy ha. Này là dính rồi. Còn mình ngửi mà mình không có gì hết, phải không? Cho nên hồi xưa có một vị tổ nói, ngộ thinh ngộ sắc như thạch thượng tài hoa, kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiết. Mình nghe tiếng thấy cảnh như là đá cà hoa mà mọc ở trên đá vậy đó,
hoa mọc trên đá sao được. Thì cũng thế, cái người tu tập mà vững chãi thì thấy cảnh đó, nghe âm thanh đó không có dính mắt. Còn nếu mà thấy lợi thấy danh giống như bụi dính trong mắt vậy, lẹ đem nó ra gấp chứ không thể để nó xuống mắt khó chịu. Đó là cái chỗ tu tập của các bậc mà người ta đã thuần nhuyễn. Bây giờ mình ăn chay trường mà nhuần nhuyễn rồi thì ngồi đâu mình cũng bình thường, thấy người ta ăn cũng biết ăn vậy, không có tới mà không thêm gì hết trơn. Chà, bữa nay lựa miếng thịt ngon ghê nghe. Rồi không ăn mà ngồi diễn tả chứ, cái này mà nấu này ngon nè, cái này mà làm chi ngon. Cái đó mình nói vậy chứ mình cũng phải dính rồi đó. Cho cái bài kệ của ngài Lục Tổ là như vậy đó. Nhưng mà thưa là nếu mình chưa được thì cứ tu tập theo ngài Thần Tú. Phải chăm sóc cái thân, phải để ý cái tâm. Cái tâm mình nó còn sân thì biết nó sân, còn si thì biết nó si, còn tham biết nó tham. Chứ đừng bắt chước nói ăn thịt như ăn tàu hũ, uống rượu như uống nước táo thì không được. Con đang làm công ty đông lạnh, làm về gà. Mỗi ngày con đều chặt gà ra thành nhiều miếng nhỏ để đóng gói như vậy có tội không? Thì Pháp Hòa kể đại chúng nghe một câu chuyện vui. Có cái ông đó, có con dê á, nó chết xuống dưới địa ngục á, nó mới thưa với ông Diêm Vương á, nó nói dạ bẩm Diêm Vương, xin Diêm Vương dự xử mấy người này giùm con. Họ giết con, họ ăn thịt. Ông Diêm Vương họ hỏi là họ làm gì con? Nói trời, họ chặt con, họ nhổ lông, họ làm, họ ướp rồi họ nướng, họ chiên. Kể một hồi cái ông Diêm Vương vỗ bàn cái bóp, nó im, đừng có nói, ta thèm. Giờ trở lại câu hỏi ha. Thưa đại chúng, là khi mà chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta khó lòng mà chúng ta trọn vẹn được tất cả những gì mà chúng ta muốn. Thì bây giờ á, cuộc sống làm ăn vì sự sống các vị có lỗi ở phần này, nhưng bù lại các vị tu tập tốt ở những phần khác. Thí dụ trong năm giới mình không trực tiếp sát sinh, nhưng vì cuộc sống mình cũng có dính phần, thì thôi mình chịu cái phần này là mình chưa trọn. Nhưng bù lại trộm cắp, tà hạnh, nói dối, rượu chè, cờ bạc mình không làm, thì cái này cũng là đa phần của cư sĩ rồi. Bởi vì năm giới mà quý vị tu vậy nè, người nào mà tu được một hay hai giới là tiểu phần cư sĩ, tu được ba giới là bán phần cư sĩ, tu được bốn giới là đa phần, tu được năm giới là toàn phần. Thì bây giờ mình được bốn giới kia mình không làm thì mình là đa phần rồi. Chỉ có cái phần này mình chưa làm được thôi. Mà đây là không phải là mình cố tình mình muốn nữa, vì cuộc sống thôi. Còn nếu mà nói đúng hơn, cho dù mình không làm cái nghề này, nhưng mà cái sự sát sinh mà gọi là vi tế chúng ta xảy ra đều đều. Ví dụ như đang ngồi đây có con gì nó bò nhột nhột, cái lấy tay phủi vậy cái nó chết. Mình đâu có cố tình đâu, nhưng mà tại nhột nhột chịu không được cái mình phủi nó chết. Ai biểu cái đầu mình láng chị? thì thưa đại chúng, là quý vị đi xe từ ở xa, quý vị đi 2 tiếng trên này, thì những cái con mà thiêu thân nó cũng lao vô đèn, nó chết mớ vậy. Rồi mình lái xe, mình đi đường. Nói chung là trong cuộc sống này, cái gì mà chúng ta đừng khởi từ cái tâm ác của mình thôi. Còn cái chuyện mà vi tế vô tình khó tránh được. Thì cuộc sống là chúng ta cần phải sống. Bây giờ Pháp Hòa mà nói là ông, anh làm cái này không được, anh phải kiếm nghề khác đi, anh làm cái này anh tạo nghiệp, mà trong khi đó em không tạo ra được cho anh việc làm, em không dám nói, lỡ anh nghĩ anh thất nghiệp tiền đâu em nuôi, phải không? Cho nên hồi nãy Pháp Hòa cũng nghe đó, quý vị biết á, tại sao người Trung Hoa ăn dầu hào? Người Trung Hoa ăn chay, ăn dầu hào, ăn con hào. Vì có một hôm nọ đi ra cái bờ biển đó, cái người đó họ đói quá, họ không có gì để họ ăn hết. Thì có một vị thiền sư mới nói rằng bây giờ á, khấn nguyện đức, nghĩa là Bồ Tát Thiện Thần Long Thiên Hộ Pháp Linh Thiên, bây giờ muốn cứu cho chiếc thuyền này sống sót, lấy cái cây cắm xuống nước này, con gì mà bám vô cây này thì coi như đem lên là coi như là các vị hoan hỷ cho ăn cái con đó.
thì đem cái cây sào chống xuống nước thì kéo lên là các con hào nó bám vô đó. Thì từ đó về sau các vị mới phương tiện. Cũng giống như Pháp Hòa nói, nếu mình muốn ăn chay mà tinh sạch kỹ lưỡng ở nhà mình ăn, còn chấp nhận ra một cái quán tà quán bán mặn mà kêu cho tuôn dĩa mì xào chay, chay đem ra thôi chứ ở trong đó nó bao nhiêu lon mình đâu biết, phải không? Ví dụ cái chảo họ mới vừa cắt cá, họ đem họ cắt cải cho mình, cái diện khuất mắt mình thôi. Mà chay đây là cái món ăn mà cái tâm mình chay, chứ còn phải ê để tôi vô bếp cho tôi coi chảo, cho tôi coi nồi. Nó nói thôi tôi thà khỏi bán dĩa mì này. Không, thành thử mình phải biết giải thoát hay không là chỗ đó, chứ không phải là đợi tới cái miếng chay mới giải thoát đâu. Cho nên ở đây vì cuộc sống của chúng ta, giống như ở Hàn Quốc này, cái giới thứ nhất này cũng có phải du di cho các vị, bởi vì quý vị sống ở xứ biển mà. Mà bây giờ không có làm biển thì làm sao sống. Cho nên có một vị đại sư ở đây cũng phương tiện cho các vị đành phải sát sanh, nhưng mà vì cuộc sống thôi. Quý vị biết ở bên Tây Tạng á, người ta đâu có ăn chay tăng mặn. Nhưng mà ở xứ Tây Tạng á, là không có nuôi, không có trồng được thì ta ăn vậy nè. Thay vì người ta ăn một con vịt đúng không, con gà nhỏ quá ăn được có mấy người à, người ta chấp nhận cũng một cái xác chết, cũng một con vật chết, một lần sát sanh. Nhưng mà người ta giết cái con chát. Con chát là con bò núi của Tây Tạng. Thì cái con bò núi này nó có nhiều công dụng lắm. Lông của nó đó làm áo ấm mặc, làm những tấm màn che ở trước cửa của họ. Tại vì cái tấm vải đó đặc biệt á, mùa đông á giữ ấm mà mùa hè là mát. Cái lông của cái con đó đó và cái mỡ của nó làm được dầu để mà đốt, làm được món ăn. Thịt của nó một lần giết ra ăn cả trăm người. Thì cuộc sống của người ta phải thôi đó. Cho nên cái này không có phải là mình tội lỗi, nhưng tự mình cảm nhận mình có cái tâm tàm quý là tốt. Nghĩa là con biết việc này con chưa trọn, nhưng mà đứng trên phương diện tu hành, mình tu cái nào có thể, còn cái nào chưa thì mình đành có lỗi vì cuộc sống. Ở đây hồi nãy Hòa nói tiểu phần, bán phần, đa phần, toàn phần. Các vị tu được như vậy là khá rồi. Chứ còn bây giờ nếu mà bắt mà răm rắp giữ năm giới thì chắc có lẽ mình chưa làm được. Nhưng mà mình cố gắng là đã một cái tiến bộ rồi. Con là một Phật tử tại gia, con đã nghe băng của thầy nhiều rồi, và hôm nay chúng con lại có duyên lành được gặp thầy. Thầy hoan hỷ cho con một lời khuyên. Phòng ở của con ở Hàn Quốc chỉ có một phòng khép kín. Con đã để ảnh Phật trên cao và hành trì theo hạnh của Phật. Thầy ơi, vợ chồng con ở mỗi người một nơi, những lúc chúng con gặp nhau, chuyện sinh hoạt vợ chồng không tránh được, thì để ảnh Phật như vậy chúng con có tội bất kính không? Thầy cho con một lời khuyên để như thế nào không phạm lỗi. Thôi thì bây giờ nếu mà như vậy đó thì mình không nên để hình Phật ở đó. Không, mình để Phật ở trong tâm thôi. Thì thật sự ra mặc dù Phật không có buồn phiền trách phạt chi cái chuyện đó, vì đó là một cái hình ảnh thôi. Nhưng mà bởi mình là một Phật tử, một khi đã có một hình Phật, dù không lập được bàn thờ thì ít nhất cái chỗ treo đó cũng mang cái tính chất thanh tịnh. Còn nếu như mình chưa được như vậy thì thôi, thà mình đừng để tâm mình khỏi áy náy. Mình để mà mỗi lần mình có những cái sinh hoạt như vậy thì nó làm cho cái tâm mình không an, thì nó cứ bất an hoài cũng không nên, phải không? Thành thử ra nếu Phật ngồi đó mà làm cho mình không thoải mái thì, và mình cảm thấy tội lỗi thì không nên. Cho nên quý vị, Phật có nhiều cách thờ, lập được bàn thờ tốt, không có thì mình treo ở đâu đó. Nhưng mà chỗ đó cũng là cái chỗ để mình trang nghiêm tôn kính, mình đi tới lui mình thấy. Còn nếu hoàn cảnh không cho phép nữa thì thôi là không cần thiết. Rồi quý vị để Phật ở trong tâm của mình, hoặc là mình quy định mỗi tuần, mỗi tháng gì đó mình đi tới chùa mình lễ Phật cũng được. Như vậy đi mà quý vị thấy nhẹ nhàng trong tâm hơn, chứ không thôi là nặng nề khó chịu mà mình cảm thấy mình bất kính với Phật vậy đó. Thôi một câu nữa rồi mình nghỉ ha, vì hết giờ. Kính bạch thầy, chị hai con và gia đình con đều biết về Phật pháp,
nhưng chồng của chị con lại không biết về Phật pháp. Nhưng mẹ con thì muốn chị hai con dẫn anh rể con đi quy y, nhưng chị hai con không dám nói với anh rể. Đến một ngày mẹ hỏi hai chị con anh rể quy y chưa, thì chị con nói dối với mẹ là quy y rồi. Và mẹ hỏi pháp danh là gì, thì chị con bảo pháp danh là Quảng Lượng. Để thầy phải bái chị này làm sư. Từ đó mẹ đi đâu hay cầu nguyện gì cũng gọi pháp danh anh rể con là Quảng Lượng. Vậy con hỏi thầy, như vậy chị con có phạm giới hay mang tội gì không? Chị này không những không có tội mà còn có phước. Thưa đại chúng á, quy y á là tự mình phát tâm. Thật ra bà mẹ rất có lòng muốn tất cả con cái dâu rể hướng Phật, nhưng mà nhiều khi á mình nóng lòng mình muốn dâu rể hướng Phật, nhưng mà bây giờ mình muốn người ta mà tâm ta chưa phát, phải không? Rồi mình cứ ép riết cái con mình sanh ra cái lỗi nói dối, nói dối. Thì bây giờ á, cái vị Phật tử này á nói dối mà không có phạm lỗi nói dối là bởi vì chỉ không muốn mẹ phiền hà, và cũng không muốn làm cho chồng, nghĩa là khi chưa phát tâm thì sao người ta thích được cái chuyện đó. Rồi bây giờ á, tự đặt cho chồng mình luôn pháp danh là Quảng Lượng mới ghê gớm chứ. Nhưng mà rất là hay. Quảng là rộng, lượng là cái tâm lượng. Vậy thì trong cái vô tình mà đặt đúng pháp danh, nghĩa là cho vị này luôn luôn cái tâm mở rộng ra để biết hướng tâm về Tam Bảo. Rồi bây giờ bà mẹ đó đi cầu nguyện cho con rể, đọc tên xong rể con à, Nguyễn Văn Hẹp, pháp danh Quảng Lượng. Được không? Được hết. Phật ở trên kia cao lắm, nhưng mà vẫn nghe được hết tiếng của mình. Cho nên không có sao hết, không có sao hết. Nhưng mà nếu mà mình thấy rằng á, đây cũng là một cái bài học chung cho tất cả. Nhiều khi mình thích cái tôn giáo của mình quá, rồi mình cứ tìm mọi cách mình ép uổng người ta, mà người ta không phát tâm thì người ta nói những cái lời nói khó nghe rồi mình phải phiền hà, phải không? Thành thử ra người chị này rất là tội, vừa không dám làm mẹ buồn mà vừa không dám nói với chồng, sống cái cảnh mặc dù cái chuyện này đâu đáng gì đâu, phải không? Nhưng mà hễ đem ra cái đó thành câu chuyện, cái có vấn đề thôi. Thì bây giờ chị không có phạm tội nói dối, và đồng thời mẹ cầu nguyện cho anh rể mình như vậy cũng không có sao hết. Chỉ mong một ngày nào đó anh rể này sẽ đạt được cái tâm như là người vợ đã đặt pháp danh, phải không? Mà hỏng chừng người vợ này đời trước, phải không? Nếu mà nói theo đời này á, người vợ này là thiện hữu tri thức của chồng. Thiện hữu tri thức cách nào? Đây gọi là giáo thọ thiện tri thức, mở tâm của chồng mình bằng cái tâm Quảng Lượng. Rất là hay. Cho nên là mẹ nào có cái tâm muốn rể dâu mình đổi hướng hết thì đây cũng là một bài học nè. Pháp Hòa trả lời cũng nhiều câu hỏi, và câu hỏi này hay lắm à. Cho nên thì hôm nay hết giờ, nhưng mà câu hỏi cũng còn. Thì Pháp Hòa sẽ giữ lại những câu hỏi này để ở những buổi giảng khác Pháp Hòa sẽ trả lời. Thì quý vị có dịp nghe những cái bài giảng khác thì sẽ nghe được những cái câu trả lời về những cái này. Thì trước khi dứt thì Pháp Hòa có xin thưa như thế này. Ngày hôm qua có Phật tử gửi đến cho Pháp Hòa, gửi đến trong đoàn á, Phật tử á, một cái trang Facebook. Người này đã lấy hình Pháp Hòa, lấy tên Pháp Hòa như là cái trang Facebook đó của Pháp Hòa, và cái lời nhắn như thế này, nhắn cho cái vị Phật tử đó: con ơi, thầy đang cần giúp đỡ một người này gấp 500 đô, nhưng mà thầy đang bận đi hành hương ở Nhật, không gửi tiền kịp, vậy con có thể ứng cho thầy mượn trước được không? Cái người đó giả mạo tên Pháp Hòa để vận động mà nói một cách tài tình vậy đó. Tại vì mình đi đâu thì cũng có lên chương trình, thì cái vị này biết là Pháp Hòa đang ở bên này thì lợi dụng cái chuyện đó để kêu gọi. Mà đây không phải là lần đầu,
Rất nhiều lần cái vị này đã dùng tên Pháp Hòa kêu gọi từ thiện, đóng tiền, rồi ứng tiền cho mượn. Và mới cách đây mấy tuần cũng vị đó lên tiếng là gửi mail ra và xin các vị Phật tử cho Pháp Hòa mượn mỗi người 400. Nhưng mà một người nhận thì ta đâu biết ai, ta nghĩ là Pháp Hòa đang cần tiền gấp vậy đó. Thì Pháp Hòa xin thưa là Pháp Hòa chưa bao giờ hỏi xin tiền ai qua Facebook, hay nhất là những cái tin nhắn cá nhân vô Facebook chưa. Bởi vì sao? Bởi vì Pháp Hòa không có xài Facebook, Pháp Hòa không có dùng Facebook cá nhân. Thì tất cả cái tên của chùa, tên Pháp Hòa là do các em Phật tử ở chùa làm để mà phổ biến tin tức cũng như những bài giảng. Còn vị nào mà áp tên rồi được ai đó nhắn tin vô hỏi con khỏe không rồi này kia kia nọ, quý vị phải tin chắc rằng Pháp Hòa không có gửi cái đó, bởi vì đâu có thời gian và biết bao nhiêu Phật tử để trả lời như vậy. Cho nên Pháp Hòa hơn nữa là không bao giờ lợi dụng số phone của ai mà để nhắn tin mà xin tiền như vậy hết. Nếu có một cái gì thông báo thì có letterhead, tức là tiêu đề của chùa đàng hoàng, chứ không có. Mà cái vị này tinh tế đến mức độ là những lá thơ Pháp Hòa gửi ra cắt xén và ráp vô. Ví dụ ráp câu này nè: những Phật tử ở Á Đông xin gửi tiền về Á và nhà ngân hàng ở bên Việt Nam. Pháp Hòa đâu có về Việt Nam mà mở ngân hàng, phải không? Mà Pháp Hòa cũng không có gửi ai mà gọi là đại diện để mà nhận tiền ngân hàng như vậy. Thì Pháp Hòa mới đây nhất là ngày hôm qua đó, thì sẵn Pháp Hòa cũng thông báo như vậy để các vị biết rằng mình cảnh báo cho các vị. Nghèo thì cũng có nhiều cách để xin, mà lợi dụng tên người khác rồi lợi dụng lòng tin của Phật tử như vậy là tội lỗi lắm. Cho nên Pháp Hòa cũng xin kêu gọi cái vị nào mà chiếu cố em liên tục như vậy đó, thôi tha cho em đi. Em van xin. Thôi chúc cho tất cả đại chúng được an lành, và cũng xin sám hối với đại chúng là Pháp Hòa không có trả lời hết những câu hỏi kịp vì thời giờ có hạn. Mong rằng đủ duyên chúng ta sẽ gặp lại. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng nhị vị Thượng Tọa trụ trì Chùa Dược Sư, Chư Tôn Đức Tăng và Phật tử hiện đang sinh hoạt hành đạo tu tập ở tại Chùa Dược Sư này, đã tạo cho chúng con rất nhiều những cái thuận duyên trong hai ngày qua để chúng con được sinh hoạt tốt đẹp ở đây. Đồng thời cũng cảm ơn tất cả quý đồng hương Phật tử sinh sống ở Hàn Quốc cũng như các Phật tử ở bên Việt Nam đã lặn lội đường xa qua đây để cùng gặp nhau trong hai ngày này. Quý Phật tử ở bên Việt Nam mà quý vị biết là bữa nay là đứng bếp nấu suốt hai ngày nay đó. Hồi nãy mà nổi chè không là làm gần 2.000 viên chè để cho chúng ta có được một cái bữa trưa rất là thịnh soạn. Thì tất cả những cái công đức mà quý ngài cũng như quý vị đã đóng góp và hỗ trợ cho chúng con trong hai ngày này, chúng con xin ghi nhận và nguyện cầu Tam Bảo chứng minh gia hộ cho quý ngài cũng như tất cả quý vị được thân tâm an lạc, sở nguyện được viên thành. Kính chúc toàn thể quý đồng hương Phật tử ở Hàn Quốc là sinh sống được an vui, mọi điều được tốt lành như nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và cuối cùng thì chúng con cũng xin sám hối lên Chư Tôn Đức, nếu trong thời gian qua hai ngày nay chúng con có những sơ thất gì, mong quý ngài lượng thứ cho. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và chúng ta hồi hướng: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.